thạc sĩ Đinh Lâm. Mô hình marketing 5P đến 7P. Mô hình marketing 5P. 1. Po giá đất sản phẩm, 2. Po giá si giá, 3. Po lê si phân phối, 4. Po giá mô sân xúc tiến, 5. People con người. 1. Po giá đất sản phẩm, đến bạn bán cái gì, đến sản phẩm của bạn có gì nổi bật, độc đáo, đến nhãn hiệu khách hàng biết sản phẩm, đến bảo hành và hậu mãi, đến vòng đời sản phẩm. 2. Po giá si giá, đến sản phẩm chia dịch vụ có giá bao nhiêu, đến sản phẩm chia dịch vụ thu lợi bao nhiêu, đến giá trị có tương xứng với giá bán không, đến sản phẩm có đáng đồng tiền bát gạo. 3. Policy phân phối, đến chiến lược phân phối đại trà, đến chiến lược phân phối độc quyền, đến chiến lược phân phối chuyên sâu, đến chiến lược phân phối chọn lọc, đến nhượng quyền. 4. Promotion xúc tiến, đến quảng cáo advertising, đến khuyến mãi promotion, đến quan hệ công chúng public relation, đến xúc tiến bán sale promotion. 5. People con người, đến nhân viên bán hàng, đến nhân viên chăm sóc khách hàng, đến nhân viên marketing, đến khách hàng và đối tác, đến xây dựng cột tin thiện chiến. Mô hình marketing 7P. 1. Po giá đất sản phẩm, 2. Po giá si giá, 3. Po lê si phân phối, 4. Po giá mô sân khuyến mãi, 5. People con người, 6. Po giá xe si quy trình, 7. Physical evidence cơ sở vật chất. Sáu quy trình, đến quy trình tuyển dụng và đào tạo, đến quy trình đặt hàng và thanh toán, đến quy bảo hành bảo trì, đến quy trình chăm sóc khách hàng, đến quy trình marketing. 7. Physical evidence cơ sở vật chất, đến văn hóa doanh nghiệp, đến hình ảnh thương hiệu và logo, đến bộ nhận dạng thương hiệu toàn diện, đến chất lượng sản phẩm chia dịch vụ, đến sự tiện lợi, an toàn và thân thiện, đến câu chuyện về sản phẩm. Ứng dụng 7P lập kế hoạch marketing, 1. Giai đoạn giới thiệu, 2. Giai đoạn tăng trưởng, 3. Giai đoạn trưởng thành, 4. Giai đoạn thoái trào. Một số case study áp dụng 7P marketing: 1. Trung Nguyên, 2. Apple, 3. Chivasi Whisky, 4. Coca-Cola, 5. Sầu riêng Thái, 6. Du lịch Ninh Bình. Thank you for watching.